Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Sang dối dàng giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngôi tay xuống giặc nào. Làm một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi. Già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối dàn. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc nào. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng đoàn người đi xâm lược, trong kẻ nhu nhược ban nước Việt cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm? Xin hỏi anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho tàu?
để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn. Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên